Anh ơi, giờ mình đi đâu? Bây giờ ai vậy anh? À, số lạ mà trong mấy người tiếp thị ấy. Anh yêu, anh đang làm gì đấy? Em đã bảo nhầm số mà, em nghe làm chi? Xuống xe. Sao đấy? Tôi bảo anh xuống xe. Tụi tôi đi nốt con đường còn lại. Bác tài, đi thôi.